M4A1 này, úi rồi ôi. À, cái này đồ ngày. Thì có mấy cây xịn xịn như kiểu M4A1 rừng xanh nhá. Bên trên này mình có này, M4A1 hồng sư điểu này. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsykeo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shopsykeo.vn. Ayo, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sỹ Kẹo. Và ngày hôm nay thì mình nghe nói là trong shop nó mới ra 4 cái bộ trang phục mới cực kỳ là hot luôn. Thì kim cương còn nhiều quá mà, 26.764 kim cương luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay luôn nha anh em. Yo, trong shop thì đến với Tứ Hoàng Rapper. Yeah, ok nhá. Đối với những cái bộ trang phục Tứ Hoàng Rapper, hình như là theo như Kẹo, hình như là Kẹo đã sở hữu được 2 món rồi đúng không? À không, chưa sở hữu món nào cả, chẳng qua chăng do mình hơi ảo game xíu nhỉ. Một hộp sẽ là giá 30 kim cương, mua max là 10 hộp nhá. Vé giảm giá có giảm giá được không ta? Không anh em ạ. Yes. À, mở ra lấy huy hiệu thôi. Ok, yes. Thế cứ mua thoải mái đi anh em, xong rồi tính chúng ta đổi sau lại gì à? Mới có 160 thôi, như vậy chúng ta sẽ phải quay thêm rất là nhiều nữa thì mới đổi được. Yes, ok. Mua chứ, cái này mua mà. Mua nhiệt tình lên thôi à, có gì đâu anh em. Mỏi tay quá. Úi rồi ôi. Cứ phải mua nhiệt con nhà bà tỉnh anh em ạ. Rồi. Úi rồi ôi, mệt nghỉ. Úi rồi ôi, bao nhiêu nhỉ? 308. Mình nghĩ là đủ rồi á. Úi rồi. Ten. Gói dân chơi đường phố nha, xịn luôn. Chúng ta tiếp tục đến với gói tiếp theo, nó sẽ là gói gì nhỉ? Yeah, chúc mừng. Gói chai hư, mời cái quân quẻ. Đang quay đồ giới thiệu cho anh em, ghét nhất cái thằng nào kiểu chúng nó mời mình chơi game ấy. Fuck, chúng mày bị điên à? Tao gọi hội tao đánh chết. Chúng ta đến với bộ trang phục tiếp theo, gói thẻ anh đỏ. Mình có rồi, cái đấy mình sở hữu rồi. Chắc cái này chưa. Tên rồi, chúng ta sẽ lại có gói trung trường. Wow, xin ghê gớm. Phải nói là lâu lắm rồi thì Kẹo không có show cái arc game của Sỹ Kẹo cho anh em coi. Và nếu như mà bây giờ Kẹo show cái arc game của Sỹ Kẹo cho anh em xem thì nó là một cái điều gì đấy khủng khiếp vãi cả trường. Mình không dám tự tin cái nick của mình nó sẽ là full đồ, nhưng mà chắc mình nghĩ là nó cũng phải full được 80% đồ trong cửa hàng từ trước đến giờ ấy. Đéo tin. Hôm nay chúng ta đến với chương trình review arc của Sỹ Kẹo. Yo, được chưa anh em? Về cái tủ đồ của mình đúng không? Cho anh em lướt qua nhẹ nhàng cho anh em thấy nhé. Nhá, úi rồi ôi, đây là mũ đúng không nào? Anh em thấy chưa? Úi rồi ôi. Này. Rất nhiều. Nói với kính mắt thì đây, úi rồi, đầu các kiểu. Nhưng mà như là có cái đầu sừng đỏ gì ấy thì tôi không có. Tôi chỉ có mỗi mấy cái sừng kiểu này thôi. Chắc là do kiểu mình không tham gia sự kiện hay nào, tôi không có cái đầu sừng đấy. Anh em hay gọi là mấy cái thằng hay mặc đồ sừng ấy. Chúng ta đến với áo. Úi rồi ôi. Tôi thật với anh em nha, bây giờ tôi kéo cho anh em thì cứ phải gọi là mỏi tay đi. Kéo mệt nghỉ luôn, chưa hết áo bên dưới này nó chỉ toàn mấy cái áo cùi thôi. Nên tôi sẽ kéo nhanh những cái món đồ xịn xịn ở trên anh em nhá. Đấy, bên dưới toàn mấy cái đồ cùi thôi. Úi rồi ôi. Đúng chưa? Rất nhiều quần áo nhé. Ngoài ra thì nếu mà nói về set đồ, chúng ta có đồ khủng long này. Úi. Hình như là full con mẹ khủng long. Thì ở đây chúng ta có 8 con khủng long cơ. Wow, 9 con nha. Úi rồi ôi, đồ trang phục linh tinh nữa. Đừng có mời, đã bảo đừng có mời rồi. Hôm nay chương trình review app Sỹ Kẹo mới cần mời. Đang còn là 241.076.000 vàng luôn. Wow, xịn không? Quá là xịn rồi đúng không? Nếu mà coi xong tủ đồ rồi thì phải cho anh em coi đến một thứ là trợ thủ nhá. Ok chưa? Trợ thủ, tất cả con trợ thủ của mình đều full level 7 nhá. Lại còn mở full tất cả những skin rồi nhá. Đây đây, cho anh em thấy đấy, full không con nào gọi là không full cả. Trời ạ, trời ạ. Này, skin của nó ấy. Mời cái quần què. Bố mày nhọt với mày đấy à? Con nào thì Kẹo cũng đã full rồi, skin trợ thủ thì không phải thiếu cái món gì cả. Và đây bây giờ phần hấp dẫn nhất thì chúng ta đến với gì đây anh em ơi? Vũ khí nhá. Kho vũ khí của Sỹ Kẹo cho anh em xem nhanh đi. M4A1 này. Úi rồi ôi. À, cái này đồ ngày. Thì có mấy cây xịn xịn như kiểu M4A1 rừng xanh nhá. Bên trên này mình có này, M4A1 hồng sư điểu này, kim sư điểu này, M4A1 lễ hội này. Nói chung mình có khá là nhiều AK, thì mình tâm đắc nhất với cây đấy là AK rồng lửa nhá. Thế thôi. Còn ngoài ra là M14 thì chúng ta có một cây M14 quái thú rất mạnh rồi. Ska Titan này, thiên đường này, quái thú này, tình yêu này, huyết nguyệt này. Trời ơi, lại còn rồng thiêng các kiểu. Anh em xịn không? Gấu da thì mình hay xài cây đấy là gấu da Giáng sinh thôi. Ok, chúng ta đến với SKS. SKS thì có SKS sau à? Wow, M249 màu hồng luôn nhá. Format chúng ta có format thần khí đại dương này, rồi format phiên bản ở vũ trụ nhá. Wow, xịn không? Mình có quay thêm mấy cây thiên lôi này, xong là cây thần khí. Wow, FD thì mình không có skin đâu cả. Xạo chó, xạo chó. Ok nha, chúng ta đến với X-M8 quái thú. Hơi bị xịn luôn. M60 quái thú, xịn chưa? A-94 thảm họa này. Nói chung thì hầu như là cây súng nào thì mình cũng đều có skin cho nó cả. Mình không có skin đâu cả. Ok, còn nói về Tiểu Liên. Ôi rồi ôi, EMP quái thú này. Thôi thôi thôi, bây giờ sâu nhanh cho anh em xem những cây ngon nhất của Sỹ Kẹo nhé. Chúng ta có UMP thảm họa này, MP5, chúng ta có MP5 boxing này. Một cây mình khá hay sử dụng có lẽ là MP5 thanh lịch nhé, hoặc là MP5 đôi mắt tử thần. Chúng ta đến với VS màu hồng là một cây mình rất là tâm đắc. Yeah, MP40 bích vàng này, năm mới này, cơ khí này, ui sấm sét này. Nói chung thì mùa nào mà có MP40 ngon thì mình đều có cả. Đây chúng ta còn có thêm cả MP40 truy sát cơ mà. Dạo xịn không? Cái này cũng có này, game thủ này. Wow, P90 có một skin là hoành. Không, mời. Đúng quá, thằng này tôi phải ăn quen rồi đó. Bố mày cay mày rồi nha. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Tức là phải biết là lúc nào tao đang bận, tao đang rảnh những mời cái quần què. Và đối với cái P90 chúng ta có skin P90 hành quyết này. Wow, xịn đâu, xịn đâu. Ngoài ra thì trước đấy thì mình có sử dụng P90 thanh lịch và P90 bóng ma luôn. Wow. Yo, SG15 có một skin trông rất là phò, SG15 tận thế. Thompson thì chưa có skin. Về shotgun thì M1014 chiến tranh nhá, M1014 tia ngũ địa ngục nhá. Wow, xịn không, xịn không. Chúng ta còn đến với M1014 hàn băng này, M1014 đôi mắt tử thần nhá. Úi dồi ôi, SPAS 12, chúng ta có SPAS 12 Giáng sinh luôn. Ok ok, xịn chưa? Shotgun M18-87 có M18-87 tương lai. Wow, anh em đã thấy là cái app của Sỹ Kẹo khủng khiếp chưa ạ? Ngoài ra nếu mà nói với súng ngắm thì AWM thanh lịch này. Được chưa? Tuyệt vời chưa? Súng ngắm đúng không? Chúng ta đến với K98 giác đấu này. Ngoài ra thì mình có K98 hàn băng nữa. M82B chưa có skin. Đó. Súng lục, chúng ta đến với súng lục G-18 phiên bản vàng dòng luôn nhá, G-18 hoàng gia luôn nhá. Shotgun M18-13 có skin sushi. Yo. Và đến với cận chiến của chúng ta thì tôi chả có gì để tự hào cả, nhưng mà chúng ta có toàn chảo vàng, chảo cấm quân, ui chảo hoàng gia, chảo nham thạch và một chảo răng cưa nữa. Đối với dao, ôi thật sự là với cái app của tôi review quá nhiều đồ, kiểu ngồi đọc cho anh em mỏi mồm hết cả ngày, nhưng mà thôi không sao, anh em thích là được. Yo. Chúng ta đến với dao thế giới ngầm. Ôi dao cá kiếm. Ồ, dao tiên hồ. Đến với gậy búng chày chúng ta sẽ có gậy xiềng xích này, gậy ngô này, gậy đầu đinh này, kiếm katana đây. Ui xanh đỏ tím vàng đủ loại nhá. Anh em tự coi tên nhá, quá nhiều liệu thì không đọc được cho anh em rồi. Skin 5 đấm thì đơn giản đấy, chúng ta có một skin hỏa quyền, lựu đạn thì ôi thôi nhiều lắm, hơi bị nhiều luôn công ạ. Đây cho công lựa nhá, lựu đạn này với lại cái bom keo thì tôi nó ở cái tầm chất rồi anh em ạ. Skin lựu đạn 22 skin, bom keo lên đến 10 skin mà đủ tất cả các thể loại bom keo mình đều có cả đấy chưa ạ. Để với khác thì ngoài ra nỏ thợ săn biển này, úi phiên bản úi dồi ôi xịn con nhà bà sò luôn. M79 có 7 skin luôn, úi dồi ôi. Này M79 cơ khí này, bom nổ này, MG110 này, úi dồi ôi, một cái skin cũng rất là xịn sò đây nha. Và súng máy Gatling, chúng ta có Gatling cầm quân G, wow, một cái skin được nhận từ thẻ vô cực. Mà theo như anh em biết rồi đấy, thẻ vô cực thì nó theo mùa và không phải lúc nào các bạn cũng thể là mua được thẻ vô cực mùa trước đâu nha. Yo, và chúng ta đến với hành động này, cho các ông xem tất cả hành động của tôi thì nó ở cái tầm rất là nhiều những cái hành động ở đây rồi. Mời cái quần què đủ má mày. Đéo hiểu khi mà tôi đang review app thì tự nhiên có mấy thằng đéo hiểu từ đâu ra mời cái quần què nhá. Yeah. Mẹ chúng nó mời thêm một đứa tí tôi hủy cái bạn hết danh sách friend kết bạn lại, cây cú ấy. Yo, và chúng ta tiếp tục đến với những hành động của ác sĩ kẹo thì nó ở cái tầm má úi rồi ôi. Và nếu mà nói về cái ác của tôi nó ngon đến cỡ nào thì tôi tự hào. Nếu mà nói với các youtuber có thằng khả năng là số 1 thì không dám nhận, nhưng mà cái ác quả ngon số 2 hợp lý đấy. Bởi vì đơn giản đó, chúng ta có những cái món đồ limited theo thẻ vô cực này, hoặc là những món đồ bởi vì mình chơi rất là lâu rồi đấy. Mình chơi game Free Fire là gần 3 năm nay rồi, nên là có những cái event sự kiện mà các bạn có những món đồ mà sẽ không thể có được bằng cái ác của mình, được chưa? Thế là mình tự hào điều đấy bạn. Đây, wow, chưa full nhưng mà thật ra là với cái hành động thì cũng đủ để, trời ơi, nhiều vãi trưởng, đủ để quẩy đúng không? Thôi mấy cái này lướt nhanh rồi nha anh em nha. Ba lô này, úi rồi ôi, ba lô, trời ạ, nhiều quá, hòm xác này. Đây là skin và lướt của chúng ta đây, wow, rất là nhiều skin và lướt và dù đây. Yeah. Ui, kéo rung cả điện thoại. Và chúng ta đến với mục nền này, trời ơi, ảnh luôn, trời ơi, mà ảnh luôn bạn. Thế đâu nhỉ? Bởi vì là hôm nay thì mình thấy là cái video review cái app của Sỹ Kẹo thì cũng đã khá là dài rồi. Và nếu như các bạn muốn kẹo review app của những youtuber khác thì các bạn có thể là comment tên của các youtuber khác tại đây thì mình sẽ review app cho các bạn xem. Ok, yo, thank you so much. Wow, bye bye, và các bạn đang xem trên kênh của Sỹ Kẹo, hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Bản tim, yeah.